Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nịnh Nguyễn Phú Trọng công khai ông Vương Đình Huệ dụng ý gì. Câu chuyện bắt đầu từ một sự kiện xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 2. Một em bé 3 tuổi đã trèo khỏi ban công tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng và rơi xuống. Sự kiện xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người tại khu vực này. Phát hiện ra sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, là tài xế lái xe tải đã nhanh chóng trèo lên mái tôn, đỡ cháu bé ngay tại giây phút sống còn. Ngay sau khi đứa bé được đỡ, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh nhi cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định. Đây là hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã có hành động quả cảm. Clip quay cảnh người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh được lan tỏa trên mạng xã hội rất nhanh chóng. Đây là một việc đỗ tốt đáng khen ngợi, dù cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh có đỡ được em bé hay không, thì hành động quả cảm đó là đáng bị tuyên dương, rất đáng khen thưởng. Mọi lời tán dương với hành động này đều xứng đáng. Đấy là hành động tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà xã hội tại Việt Nam đang xuống cấp đạo đức, thì hành động quên thân bất chấp nguy hiểm như thế còn làm điểm sáng rực trên bầu trời đêm của xã hội này. Chính quyền đã giành lấy anh Nguyễn Ngọc Mạnh như thế nào? Thực tế đã có hành động tốt trong chính quyền và ngoài xã hội ở Việt Nam là rất hiếm. Chính vì vậy, khi có một việc tốt xảy ra, dù anh Nguyễn Ngọc Mạnh chỉ là thường dân, thì chính quyền cũng giành giật người có hành động quả cảm này về phe của mình để chứng minh rằng bắt được hành động tốt hiếm hoi. Vào ngày 1 tháng 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở thành phố Hà Nội đã trao huy hiệu Tuổi Trẻ Dũng Cảm và bằng khen của Đoàn Thanh niên cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Được biết, vào chiều ngày 1 tháng 3, cả Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cũng khẳng định xuất hiện trước báo chí tuyên dương hành động dũng cảm của anh Mạnh là tấm gương đẹp cho thanh niên thủ đô, thanh niên Việt Nam học tập, lan tỏa tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Tiếp theo đó là Thành đoàn tặng chiếc áo màu xanh thanh niên Việt Nam cho anh Mạnh như xí phần. Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh là hình ảnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như vậy. Được biết, trong buổi tuyên dương này, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nói rằng ông muốn anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một đoàn viên, một hội viên của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đông Anh, sẽ nêu cao tinh thần thanh niên thủ đô tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tiếp tục lan tỏa những hành động tốt đẹp, tinh thần dũng cảm là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên thủ đô cùng noi theo. Vâng, đó là những gì mà cơ quan đoàn của Hà Nội đã làm. Vì sao họ làm rình rang đến như vậy? Bởi đơn giản, những cơ quan thuộc sự quản lý của Đảng đã không còn tốt đẹp gì trong mắt của nhân dân nữa. Trong đó có cơ quan của đoàn. Chính cơ quan này đã dùng thanh niên như một lực lượng tuyên truyền cho Đảng và họ chống lại những giá trị dân chủ, nhân quyền mà thế giới văn minh đã áp dụng từ bao nhiêu lâu qua. Hiện nay, nhiều thanh niên tiến bộ có nhận thức tốt, họ tự thấy khoác lên mình chiếc áo xanh là hành động đáng xấu hổ chứ không phải là đáng tự hào nữa. Vì nó chỉ biểu dương và tuyên dương một chiều là công cụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng mà thôi. Đứng vào hàng ngũ áo xanh là làm tay sai cho Đảng, chứ họ không còn được phép tự do sáng tạo, tự do biểu đạt và tự do phát biểu ý kiến của mình như tuổi trẻ của những nước văn minh tiến bộ. Đây là hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh bị Đoàn Thanh niên Hà Nội khoác lên chiếc áo màu xanh của mình. Thực ra, anh Nguyễn Ngọc Mạnh làm điều tốt mà lương tâm người bình thường ở những nước khác đều có thể làm được. Hành động này trở nên sáng rực chỉ vì cả chính quyền và xã hội này đã quá xuống cấp đạo đức. Khi người dân luôn luôn phản ánh quan lại thì tham ô. Họ đã làm những điều thiếu đạo đức thì Đảng đã trở nên xấu xa, và những đảng viên nào làm những điều đó thì có thể bị khai trừ. Và trả về với dân, nghĩa là người nào xấu xa của Đảng thì họ trả về phía người dân. Còn với anh Nguyễn Ngọc Mạnh là dân làm được điều tốt, cả đoàn và Đảng đều xí phần giành lấy hình ảnh để quảng cáo cho Đảng và cho đoàn. Đấy là cách ứng xử không công bằng của Đảng với nhân dân. Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giành giật Nguyễn Ngọc Minh như thế nào? Chu Hồng Minh là bí thư thành đoàn, một chức vụ ngang bằng với bí thư quận, thì anh cũng chộp lấy cơ hội này mà đánh bóng tên tuổi và xây dựng thành tích của mình. Ông Minh cho biết, ông muốn thành công tốt đẹp của đoàn viên thanh niên Nguyễn Ngọc Mạnh lan tỏa ra trong đoàn viên,
thanh niên thủ đô trong tháng thanh niên năm 2021. Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội cũng phát động phong trào rầm rộ người tốt, việc tốt trong thanh niên thủ đô để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng với tinh thần quả cảm được nhân rộng hơn nữa. Ở tận Sài Gòn, cách chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội, hàng ngàn cây số, Phó Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đã không chịu lép vế. Anh ta cho ra ngay một quyết định khen thưởng đối với ông Nguyễn Ngọc Mạnh cùng với số tiền thưởng là 1 triệu đồng để xí phần người anh hùng này. Đây là hình ảnh quyết định khen thưởng của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những phản ứng của chính quyền mới thấy hành động tốt rất bình thường của các quốc gia khác thì ở Việt Nam nó trở nên hiếm hoi một cách lạ thường. Hiện tượng xã hội xuống cấp, chính quyền thối nát như thế được mạng xã hội phản ánh hàng ngày. Tuy nhiên, chính quyền Hà Nội thường hay chụp mũ những người nói lên sự thật như thế là phản động, là nói xấu xã hội. Thế nhưng, qua hành động giành giật ông Nguyễn Ngọc Mạnh như thế thì có thể đã tự tố cáo là người tốt làm việc tốt trong chính quyền và trong xã hội Việt Nam vô cùng hiếm hoi. Chính vì thế mới xảy ra cảnh giành giật người tốt để xây dựng hình ảnh đoàn địa phương của mình. Mà xây dựng hình ảnh đoàn thật tốt thì cơ hội tiến thân cho các lãnh đạo đoàn sẽ rộng mở hơn. Nói chung, đấy là mục đích chính trị chứ không có gì khác cả. Và dư luận tiếp tục cho rằng ông Vương Đình Huệ nhìn thấy cơ hội chính trị ở sự kiện hiếm hoi này. Việc tiến thân trong chế độ này xưa nay vốn nổi tiếng là nơi giành giật của những người xu nịnh. Hành động nịnh thì ai cũng ghét, người nịnh bị người khác coi là thường. Tuy nhiên, bản chất tự nhiên của con người là rất thích nghe lời nịnh nọt. Vậy nên người ta sử dụng hành động nịnh để làm phương tiện tiến thân không phải ít. Chuyện ông Vương Đình Huệ trở thành cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta đã biết từ nhiều năm qua. Từ khi mà ông Trọng đã kéo ông Vương Đình Huệ từ vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng. Và với hành động muốn đưa ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị từ hồi Hội nghị Trung ương 7 của Đại hội 11 đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã trọng dụng ông Vương Đình Huệ như thế nào. Tuy nhiên, xưa nay, người ta cứ nghĩ ông Huệ nhờ năng lực quản lý kinh tế mà được cất nhắc, chứ ít ai nghĩ rằng ông Vương Đình Huệ lại nịnh nọt ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, những suy nghĩ như thế đã bị phá vỡ khi mà ông Vương Đình Huệ dự định quyết định khen thưởng Nguyễn Ngọc Mạnh bằng những lời lẽ hết sức vuốt ve với Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của thư khen có đoạn được chia sẻ. Đây chính là hình ảnh ông Vương Đình Huệ và bức thư khen của ông. Trong thư viết rằng, vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, tại chung cư 6B Nguyễn Huy Tưởng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cháu NPH sinh năm 2018 rơi từ lan can chung cư tầng 12A của tòa nhà trong lúc đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Biết việc trên, với tinh thần dũng cảm, nhân ái, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có phản ứng nhanh, ra khỏi xe, tìm cách trèo tường, bao sang mái nhà và kịp thời đỡ cháu bé đang trong tình trạng rơi tự do, cứu được tính mạng cháu. Đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của thủ đô Hà Nội, Đông Anh, Văn Hiến, Anh Hùng, hết trích. Ở trong văn bản này, người ta chú ý một đoạn ngắn như phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của thủ đô Hà Nội, Đông Anh, Văn Hiến, Anh Hùng. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng có quê ở Đông Anh, Hà Nội. Trong câu này, ông Vương Đình Huệ cố thêm từ anh hùng. Người ta cho rằng ông Vương Đình Huệ đã khen ông Nguyễn Phú Trọng là anh hùng thời nay. Và phản ứng của xã hội như thế nào? Luật anh hùng là để cho lịch sử đời sau phán xét. Ta khen phe mình, nếu là cấp trên thì khen cấp dưới, đó là hành động khích lệ. Còn cấp dưới khen cấp trên bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng không thật thì đó là nịnh nọt. Điều đáng nói là con người như ông Vương Đình Huệ lại dùng cách quá lộ liễu đến như vậy, làm cho xã hội xôn xao, bàn tán, phản ứng trên các trang Facebook. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết một đoạn ngắn như sau. Đến mức này thì ta hết cả thứ trong dạ dày để ói, ta tịnh khẩu, tức là á khẩu càng tốt. Đây là status của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Vâng, ông Đỗ Trung Quân đã nói thay nhiều người, và một status ngắn đã có đến 1.100 link chứng tỏ ông đã nói hộ suy nghĩ của rất nhiều người. Cách mà ông Vương Đình Huệ thể hiện đã làm bất ngờ quá nhiều người. Hóa ra, bao lâu nay, ông Huệ đã dùng cách này để tiến thân, chứ không hẳn ông dùng năng lực của bản thân. Như đã nói ở phần trên,
Hành động nịnh không ai ưa, nhưng người nghe lại thích. Ông Vương Đình Huệ là một con người sâu sắc. Có lẽ ông đã đánh giá nịnh là một công cụ tiến thân lợi hại, nên ông mới hành xử công khai và lộ liễu đến như vậy. Với hành động này, ông đã mất quá nhiều điểm với người dân, nhưng có lẽ ông đã được điểm dưới mắt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực tế hiện nay, ông Vương Đình Huệ cũng chỉ mới chắc chắn ghế Chủ tịch Quốc hội, và chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội chưa phải là tột đỉnh của quyền lực. Và có lẽ ông cần phải làm gì đó để có thể tiến tới chiếc ghế ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ngồi. Và cũng có lẽ vì tham vọng đó mà ông đã dùng một công cụ lợi hại, đó là nịnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021 với bản tin Nịnh Nguyễn Phú Trọng công khai, ông Vương Đình Huệ dụng ý gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de